thưa quý vị, hôm nay ngày 13 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với Phạm Nhật Vũ, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty nghe nhìn toàn cầu AVG về tội đưa hối lộ, quy định tại khoản 4 điều 364 Bộ luật hình sự năm 2015. Theo đó, người bị khởi tố sẽ phải đối mặt với khung hình phạt từ 12 cho đến 20 năm. Ông Phạm Nhật Vũ bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam do liên quan đến thương vụ mobile phone mua 95% cổ phần AVG. Việc ra quyết định tố tụng với ông Vũ nằm trong diễn biến điều tra mở rộng vụ án, vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, gây hiệu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Tổng Công ty Viễn thông Mobile Phone và các đơn vị có liên quan. Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra bổ sung quyết định khởi tố bị can với hai cựu bộ trưởng thông tin và truyền thông, Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, cùng các ông Cao Duy Hải, cựu tổng giám đốc Mobifone, Lê Nam Trà, cựu chủ tịch hội đồng thành viên, cựu tổng giám đốc Mobifone về tội nhận hối lộ theo điều 354 Bộ luật hình sự năm 2015, tháng 1 năm 2016, Mobifone công bố mua 95% cổ phần của AVG thanh tra chính phủ, sau đó xác định việc mua bán này là vi phạm kinh tế rất nghiêm trọng. Dự án có tổng mức đầu tư là 8.900 tỷ đồng. Tuy nhiên, những vi phạm làm trái quy định, thiếu trách nhiệm của Mobifone dẫn đến nguy cơ hiện hữu thiệt hại nghiêm trọng vốn của nhà nước tại doanh nghiệp này khoảng 7.006 tỷ đồng. Và được biết là ông Phạm Nhật Vũ sinh năm 1972 và quê tại Hải Phòng Được đánh giá là người khá kín tiếng trong giới kinh doanh Và ông Phạm Nhật Vũ từng là chủ tịch của An Viên Group Và tập đoàn này thì có khá nhiều công ty con Trong đó thì có công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu Công ty cổ phần truyền thông và viễn thông An Viên Công ty cổ phần An Minh, công ty cổ phần truyền thông trí thức Mặc dù trong danh sách những nhân vật giàu nhất Việt Nam trên sàn chứng khoán không có tên ông Phạm Nhật Vũ, tuy nhiên thì giới kinh doanh địa ốc khoảng khoáng sản và truyền thông thì chắc chắn là không có ai là không biết đến ông cả